Xin chào các anh chị, các nhà đầu tư nha. Hôm nay mình tiếp tục dẫn anh chị đi coi một cái miếng đất lúa anh chị ơi. Thì cái miếng đất lúa này nó thuộc xã Thạnh Hưng, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An nha anh chị. Và tổng diện tích của nó là 13 mẫu. 13 mẫu hay là 130 công nha anh chị. Đó, đây miếng đất lúa. Mình đang đứng trước vị trí mặt tiền của miếng đất luôn. Thì cái miếng đất này tiền rất là đẹp, mặt tiền nó 100m nha anh chị. Và trước mặt tiền miếng đất á, là một con đường đá xanh. Đường đá xanh này á, là rộng 4m. Và trước cái con đường đá xanh là một cái mặt tiền kênh, cũng là 100m luôn đó anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái phần ranh của miếng đất cho anh chị xem cái phần ranh đất nha. Và ở đây hiện tại người ta đang bơm nước lên để bơm nước lên cho lúa. Đây thì cái vị trí cái bờ ranh của miếng đất là từ cái bờ ranh này nha anh chị. Bờ ranh này chạy thẳng ra ngoài đó và đi qua tới cái bờ ranh thứ hai bên kia. Thì mặt tiền của nó là 100m nha anh chị. Và mình xin nhắc lại là miếng đất này thuộc xã Thạnh Hưng, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Từ vị trí mình đang đứng đây chạy thẳng ra một ngoài đó 2,8 km là tới quốc lộ 79 nha anh chị, hay còn gọi là lộ DT819. Khu vực này thì trong đê bao, người ta hiện tại đang trồng lúa 3 vụ luôn. Đó anh chị thấy con đường người ta đã rải đá xanh rồi. Và cái đoạn ngoài đó là chưa, hiện tại là chưa có bắt cây cầu để mà thông qua cái lộ 79. Nếu mà bắt cái cầu qua lộ 79 rồi á thì miếng đất này giá lên là không dưới 1 tỷ nha anh chị. Đó. Đây là lúa, miếng đất rất là vuông, rất là đẹp nha anh chị. Đó, mình đi qua tới bên cái bờ ranh bên đây luôn cho anh chị coi. Thì cái miếng đất này chủ đang kêu bán với giá là 570 triệu một mẫu đó anh chị. Một mẫu là 10.000 mét vuông. Đó. Ở đây người ta đang bơm lên phía bên này nữa. Từ bên đó mình chạy qua tới bên cái bờ bên đây luôn. Đó, anh chị thấy cái bờ ranh lúa không? Nó rất là đẹp. Đó, và cái mặt tiền là qua tới bên cái hàng cây bên đó. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Anh chị nào mà có nhu cầu để mua miếng đất này thì liên hệ cho mình. Mình sẽ dẫn anh chị đi coi đất và thỏa thuận giá cả với chủ nha. Rồi mình xin chào và tạm biệt anh chị. Nếu anh chị có yêu thích video này thì vui lòng cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh, để khi mà có cái video mới ra thì sẽ có cái thông báo đến cho anh chị, thì anh chị nắm được cái giá cả đất đai của từng khu vực. Thì ở đây á, mình làm là tất cả là giá chính chủ hết nha anh chị, bao với anh chị là không kê giá chính chủ để anh chị thuận tiện việc mua bán. Rồi mình xin chào và tạm biệt anh chị.